Chào mừng toàn thể tất cả các anh chị, cô dì, chú bác đã trở lại với kênh Hương Bùi Nhật Bãi. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý anh vị và cô dì chú bác một chiếc bếp ga mặt men Greenline 3 bếp, bao gồm 2 bếp nấu và 1 bếp nướng. Bếp ga này thì sử dụng núm nhấn, rất là dễ sử dụng ạ. Đây, cũng giống như là những dòng bếp ga Nhật Bản thì chiếc bếp ga này cũng rất là tiết kiệm ga. Tiết kiệm 30% so với việc các anh chị, cô dì, chú bác sử dụng bếp ga đang sử dụng đấy ạ. Đây, em sẽ quay tổng quan cho cả nhà xem nhé. Bạn này là mặt trên là mặt sữa, thân là thân màu đen ạ. Việc sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi. Em sẽ test lửa cho cả nhà xem nhé. Đây, ngọn lửa xanh biếc. Greenline thì phải gọi là đỉnh của đỉnh rồi. Đây, cả nhà xem này. Ngọn lửa xanh không hề có một gợn đỏ nào luôn cả nhà nhá. Đây ạ. Lửa xanh này thì mình nấu mình sẽ không lo bị đen nồi đâu ạ. Những bếp mà có ngọn lửa màu đỏ này, ngọn lửa màu vàng này thì nó sẽ bị đen nồi, nhưng mà riêng với dòng bếp nhà em thì đảm bảo với bác là không bị đen nồi. Bảo hành 1 năm, một đổi một trong vòng 12 tháng. Có vấn đề gì xảy ra thì cả nhà cứ liên hệ em nhé. Sau 1 năm thì em vẫn hỗ trợ sửa chữa cho mọi người, nên cả nhà cứ yên tâm ạ. Đây là cái nốt điều chỉnh lửa to lửa nhỏ. Ví dụ như là mình cá thì mình có thể điều chỉnh lửa nhỏ lại thế ạ. Rất là tiết kiệm ga, nó chỉ lưu diêu dưới đáy nồi để giữ cái nhiệt độ ở trong nồi được cái mức ổn định thôi. Và chiếc bếp này thì chỉ tầm 2 triệu thôi ạ. 2 triệu là cả nhà đã có một chiếc bếp vừa dễ sử dụng, an toàn, tiết kiệm, tự động khóa ga, tự động tắt bếp. Gần đây rất là nhiều vụ việc thương tâm xảy ra từ cái việc là cháy nổ bình ga. Đây ạ, em quay cận cho cả nhà xem nhé. Rất là dễ lau chùi. Đây, cục chê lửa vẫn còn rất là mới nhé cả nhà. Thường thì sẽ bằng thép không dỉ ạ. Đây là cục chia lửa, không hề bị han dỉ một chút nào hết. Như các bác cứ để ý xem, cục chia lửa nhà mình mà sử dụng khoảng tầm mấy tháng thôi, 6 tháng thôi là bị han dỉ hết rồi. Mình lấy ra mình gõ là các han dỉ sẽ rơi ra ngoài. Đây, sau đây thì em sẽ đi giới thiệu tổng quan từng chức năng một nhé. Đây là khay chứa pin cả nhà nhé. Khay chứa pin thì bao gồm 2 cục pin đại. 2 cục pin này thì có thể sử dụng 3 tháng, 5 tháng. Chức năng của nó là dùng để đánh lửa đây ạ. Tiếp theo đây là bếp trái, có hình ngọn lửa đây ạ. Đây là bếp phải. Bếp này cũng có nút tắt cảm biến nhiệt nhé cả nhà, 3 giây đây ạ. Đây là lò nướng ạ. Em sẽ cho cả nhà đi tham quan với lò nướng. Lò nướng này thì mình dùng để nướng cá, nướng thịt, nướng rau củ quả, nướng hải sản. Bếp này thì sử dụng rất là phù hợp đối với gia đình. Đây, cũng có một số vết xước, nhưng mà cái này là do trong quá trình vận chuyển thôi, nó không ảnh hưởng gì đến nội thất của bếp cả. Chất lượng thì vẫn đảm bảo. Bảo hành 1 năm, cả nhà cứ yên tâm ạ. Lấy vào, đưa vào và lấy ra cũng rất là dễ, thuận tiện cho mình việc mình sử dụng và mình lau chùi. Các bác đang xem video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký nhé cả nhà, để em có động lực để tìm những chiếc bếp vừa đẹp vừa rẻ, đảm bảo chất lượng để gửi tới các anh chị, cô dì, chú bác. Ai quan tâm tới sản phẩm này hoặc là có nhu cầu tìm một sản phẩm khác tương tự sản phẩm này với tầm tiền tài chính như thế này thì liên hệ em. Em sẽ tìm cho cả nhà một chiếc bếp ưng ý nhất, vừa túi tiền của mình nhất ạ. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.